Rồi đây các bạn ơi, nhà mình có mấy cây ớt, bữa nay phát hiện ra nó có trái chín quá trời nữa nè. Bây giờ sẽ đem ra hái. Ớt này chắc gọi là ớt sừng nè. Mấy cây này nó nhỏ nhỏ vậy mà trái nhiều ghê luôn á. Chín quá chừng luôn ha. Mấy cái trái này có thể là mình hái được luôn rồi chứ. Không có cần được chín đâu. Ớt này là vậy là nó cay dữ lắm rồi. Bên kia có cây ớt nhỏ cũng trái quá chừng kìa. Vô trà mi vô lấy cái gì đó đựng mới được. Em hái ra nhỏ đi. Lên đây, hái đây, hái đây. Này cũng quấn nước chừng nè. Này chín quá không hái là nó rụng hư hết luôn rồi. Hái ớt. Đây là mày đi hái ớt nha các bạn. Chào các bạn ơi. Ớt. Nó đừng bóp nghe, bóp nóng á. Cái này hái được luôn hả, để hư á. Ê, hái tự đi cay nha. Cầm tự. Con cầm cái cuốn á, con đừng bóp cái trái là nó cay á. Cay nóng. Rồi cái bên cái hàng ớt này có một cái hàng thơm rất là tốt nha các bạn. Nhưng mà nó chưa có trái. Đâu. Wow, trái nhiều ghê luôn ha. Cây ớt này xấu xí mà trái quằn cây luôn. Đẹp ghê không? Đâu đưa lên cho mọi người xem trái ớt rồi nhà mày. Mày giới thiệu mọi người đây là trái cây ớt nhà mình. Cái ớt bự chùm bá dày hòn luôn. Đã thiệt. Ớt này nó cay đó. Hái là nó mừng lắm á, đỡ mất sức cay. Để chín quá nó hư cay. Rồi, đây có cây ớt nhỏ nè. Ớt này kêu mà ớt gì? Ớt chỉ thiên hả? Ớt chỉ thiên đâu, ớt xiêm. Gì mà? Quá chừng trái luôn. Ớt ngon nè, có cá thơm lắm. Đúng rồi. Cái này hai nguyên trái bỏ vô kho cá là ngon lắm nha các bạn, thơm. Con bứt cái cuốn con đừng bóp cái trái là nó cay nóng cái tay con nha. Rổ ớt luôn thấy mê không? Đó. Này hái vô ăn hết cho ông Út. Nhìn đây cái hàng thơm này tốt ghê không? Tốt mà nó chưa có trái, cái này mốt mà có trái là nó bự lắm á, trái bự lắm á. Đây có trái thơm này nè, rất là bự luôn. Trái thơm có ba cái đầu luôn. Trái thơm ba cái đầu. Đó, cái này nè, cái này chín quá trận rụng luôn rồi. Đâu u đó chét đẹp chưa ta. Chó này xấu xí mình trái dữ hen. Kìa kia có anh trái chín mùi luôn kìa trời mấy. Thấy không? Thấy không? Bắt chét luôn, đưa lên, đưa lên, đưa lên, đưa lên. Đâu? Đâu? Wow, đẹp ghê luôn. Hai trái luôn, hai trái đỏ luôn nè. Hái luôn trái này luôn. Không biết trái già có nên hái không ta? Chứ không bẻ cho gì tư hết bịch. Bẻ nó cho rộng. Như đi ớt ăn mà thiểu luôn. Hay, bà phát hiện bên đây có một cái trái thơm rất là khổng lồ luôn. Nha.
Đây một cái trái hôm rất là khổng lồ luôn. Ừ. Bự bằng bắp cây luôn. Ừ, hình dung là hai cái tay của mình nè, bự cỡ nào các bạn. Đây là cái tay hồ à. Nào bự hơn. Thấy ghê chưa? Trái hôm khổng lồ luôn. Hôm này mà nó chưa đây, trái này còn non, nó chưa lớn nè. Chưa nở gai hết nè, này 4 kg. Quá trời trái hôm bự. À, dần bầu trái quá chừng luôn nha. Hồi là hai trái cây ớt nhỏ kìa. Đây, ở đây có cây ớt nhỏ. Đây có mấy cây bắp nữa nè. Rồi cây ớt nhỏ trái quá chừng luôn. Ủa sao nó teo hết ta? Rau ớt luôn này ha. Không? Ừ, bà trái luôn. Ớt chín màu gì trời mày? Màu đỏ. Màu đỏ hay ta. Mà nó chín ra nó còn màu xanh. Ừ. Màu xanh vàng. Ớt này nó teo hết rồi, chắc nắng quá nè. Ở đây có một hàng bắp, bắp này là bắp nữ hoàng nè. Có mấy cây à, mấy cây này nó xấu quá, trái không bự. Ừ, chai đỏ đẹp ghê. Hái xong tức vô gửi tay một bông nha không? Không có đưa lên mặt nghe nó nóng cay mắt á. Ừ, bóp nó tróc cái cuốn ra lặng cay á. Con cầm cái cuốn con đừng bóp cái trái nữa nha. Bóp cái trái là nó cay á, nó nóng. Ừ. Cái này rồi, bóp nó rụng luôn rồi. Chín quá đụng vô cái rụng luôn à con. Ở đây hai trái luôn, ai có thấy không? Ừ. Buổi chiều hôm nay gia đình Trà My đi dạo ngoài vườn, phát hiện những cái ớt này chín quá chừng nên là hái được một thau nhỏ nè. Thấy chưa? Nhiều đây lăn đuối luôn. Nè, đây đây bà con coi. Trời một bụm luôn ha. Cái bầu bốn tỷ được không? Mai cắt không nổi tại vì mai còn nghỉ lễ. Wow. Mai nghỉ lễ làm sao? Thứ ba đi. Chiều mai cắt. Đó, quá chừng nè, bầu quá chừng trái luôn. Mai nghỉ lễ nè, ế bầu à. Rồi thôi mình mới bay chào tạm biệt các bạn nha.